Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đường xa, tên ngỡ đường đây 47 phút, 17 cái đúng 17 cái đúng 17 cái đúng 17 phút 17 quá trời, 47 phút 17 phút 17 phút 17 mấy chị đi số chị đi mấy chị đây tim của chị gì vậy? Hơn tao còn nhỏ. 4 17 4 17 7 chị đi số chị đây. Kim của chị xin chị xin leo trên. Cô kia của lọt xin leo trên. Cô xin đáy tan dù ai thân. Tăng 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 tăng. Cô xin xin lại xin phú lại. Con số 2 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 là lá dế thờ hơn chút lâu. Trời ơi, anh trai mới nãy trúng vòng trước đúng không? Trời ơi, trúng nữa cha may mắn như vậy. Nhờ mua 5 vé đó quý vị đó. Rồi, con số 2 vừa qua anh trai vòng trước. Con số 2 có 1. 21. 21 có 2. 38. 38 có 3. 58. 58 hợp lệ. Rồi, có đủ xin chúc mừng anh trai mình nha. Rồi, để em lấy tặng phẩm tặng cho anh. Mấy chị mình ơi, để tôi tặng luôn. Không ai tin tưởng được thì mời quý chị mình lên đây kiểm tra banh lại nha. Nếu như mà bên em kiểm tra cũng như là mình rồi đau phần quà rồi mà thắc mắc về sao không biết. Thủ sẵn 5 vé rồi. Trời ơi, trời ơi, rồi quá xuất sắc luôn người đẹp Tâu La ơi. Rồi, ép tặng tay. Kính thưa quý vị, dòng loại vừa qua cũng đã có một vị chủ nhân may mắn đoạt giải rồi. Thì chúng ta xóa, xé bỏ lá vé cũ, mua mình cho mình lá vé mới vẫn là trị giá 20.000 đồng cho một tờ lá vé mới vòng loại 500.000 đồng nha. Rồi các người đẹp đang trả bước phục vụ phía bên dưới vẫn là 20.000 đồng cho một tờ lá vé luôn. Rồi quý anh chú anh chị nào mình không có, mình chưa có vé mình giơ nhẹ ngón tay mình lên nha. Rồi người đẹp phòng trà đúng rồi cưng. Rồi ok hay là mình giả lộ đi, mình làm lộ luôn đi. Cái thấy nãy giờ bóng quá trời bóng luôn à, mà mình mặc áo dài nam, trời ơi có tức chết không em. Giả lộ chị sao lộ được em. Trời ơi thì làm lộ đi má, nó làm lộ bán vé tức tốc hơn chứ nãy giờ thấy bán vé ế quá rồi đó. Rồi khách mới vô luôn nè, khách mới vô luôn đó. Gia đình mình ơi, dán lại chơi với em đi. À, đi luôn rồi. Rồi trời ơi người đẹp Bella la xuất sắc hết trơn, vô lấy vé bán nữa đi. Thiệt sự rồi. Rồi quý vị khán giả mình ơi, ai chưa có lá vé trên tay thì hãy nhấc những ngón tay mình lên, các người đẹp đang phục vụ cho quý cô chú chị mình luôn đó. Rồi gia đình mình ơi, tiến thẳng vô bên đây đi, chúng em có phục vụ bạc miễn phí nè, mình ngồi miễn phí luôn, mình chơi lô tô mình không chơi cũng được, cũng không sao, mình ngồi nghỉ chân đi nha. Rồi chương trình này chúng em chỉ phục vụ trong vòng 2 tiếng đồng hồ thôi, từ 1 giờ cho đến 3 giờ chiều thôi nha. Trời ơi không ai làm lại người đẹp Bella hết trơn á, quá bán quá xuất sắc đi. Tăng lương được rồi Bella ơi. Bella ơi tăng lương nha. Ok rồi, ngay từ giờ này thì không để không quý chú chị mình chờ lâu hơn nữa, hết vé luôn hả? Xuất sắc. Ai còn đã có lấy vé trên tay không, mất những xấu chuẩn bị dò số. Người ta có mấy câu mày.